Vâng, ngoài trước bên cạnh chúng tôi là anh Vũ Cảnh, là người đang chở tôi, chúng tôi đi ra phi trường. Chúng tôi không biết là sẽ đi được bao lâu, phải nửa tiếng đồng hồ mới có một chuyến. Hy vọng rằng cái đường ra phi trường giờ này chưa chặn, tại vì ông Trump sẽ tới sau 1 giờ. Đấy, nguyên tắc là ông Trump sẽ tới sau 1 giờ. Cho đi ra đường ra phi trường đồng chí. Chú đi hả? Đường ra đón tổng thống Donald Trump. Tôi là 150 người được ra đón. Đường sao đi. Anh đi đường này? Thì ra anh đây chịu khó nè. Đi qua quay ngược lại, đi qua cầu sông Hàn cho khỏe. Cái đường đi đoàn đang phục vụ các tổng thống đồ đi mà. Ok rồi. Rồi. Quay lại cái khúc này nè. Anh này nè. Qua cầu sông Hàn được. Rồi ok, cảm ơn đồng chí. Ê, quý vị nhìn thấy không, an ninh Việt Nam rất là kỹ. Đi nhanh lên, nó sắp sửa chạy tới, nó làm mình phải tấp vào bể. Rồi mình ra lối này, đi cầu Sông Hoàn đó. Mọi ngày là taxi nó đi lối này không à? Mọi ngày taxi nó đi lối này không? Từ hôm 2 ngày hôm nay là nó chạy lối này. Cầu Sông Hoàn này. Cầu Sông Hàn là bên song song mấy cầu Rống. Cầu bên kia là cầu Trần Thị Lý, cầu này Sông Hàn, trong nhà cầu ở giữa là cầu Rống. Hình như đi lối này ra bên được. Mấy taxi nó giỏi lắm. Nó biết đường đi hết. Taxi hồi này là ở bên khu bên này là nó tính giá gấp đôi đó, gấp đôi trong thành phố. Vâng, thưa quý khán giả, một cái tiện nghi của thành phố Đà Nẵng bây giờ. Ngày xưa trước 30 tháng 4 năm 75 chỉ có một cầu duy nhất là cầu Đà Lạt, sau này Việt Nam Cộng Hòa đổi thành là cầu Trịnh Minh Thế. Và cuối cùng thì là lý do họ đặt tên cầu Trịnh Minh Thế là họ muốn chửi cha ông Ngô Đình Diệm lên, bởi vì ông Ngô Đình Diệm là người thanh toán ông Trịnh Minh Thế mà. Lúc đó ông Ngô Đình Diệm thanh toán Ba Cụt này, Lê Quang Vinh này, thanh toán Năm Lửa này, để thanh toán Trịnh Minh Thế là cuối cùng. Thì Việt Nam Cộng Hòa đặt tên là Trịnh Minh Thế. Sau ngày 30 tháng 4 75 thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi tên thành ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Nguyễn Văn Trỗi bây giờ thì là vẫn mang tên đường Nguyễn Văn Trỗi. Còn cái đường Trịnh Minh Thế đó, hiện tại cái cầu Trịnh Minh Thế vẫn còn, nhưng mà đổi thành cầu Nguyễn Văn Trỗi thì mới mở thêm một cái cầu nữa là cầu Trần Thị Lý. Cầu Trần Thị Lý thì bây giờ là cái di chuyển chính. Còn cầu Trịnh Minh Thế là thỉnh thoảng các cũng có xe gắn máy chạy. Đó là những cái chiếc xe gắn máy mà thưa quý khán giả, lúc mà kẹt đường thì họ chạy. Thưa, ngày hôm nay là Tổng thống Donald Trump tới, thành ra hầu hết các con đường đi vào trong Tiên Sa, Sơn Trà này đều bị cấm hết. Sau khi xuống máy bay, ông đi thẳng tới khách sạn Ariana. Ông sẽ có một bài nói chuyện cùng các lãnh đạo trên thế giới. Sau Ariana, ông sẽ đi về khách sạn Hyatt và tiếp đón Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ đón tiếp ông ở trong đại sảnh của Hyatt Hotel. Mà chúng tôi thì giờ này chưa biết rằng sẽ có đã được phép để đi để đón Hyatt hay không. Hôm nay có hai anh dẫn đường. Ô, cấm đường tiếp rồi. Sao bây giờ chở chú lại cái chỗ lúc nãy đi, chỗ khách sạn lúc nãy, trở lại khách sạn lúc nãy đi mau. Vâng, chắc là chúng tôi phải trở lại khách sạn để đi bằng xe buýt của khách sạn để đi ra ngoài phi trường. Bây giờ cái cầu Sông Hàn này cũng bị cấm nữa.
Những cái cầu khác thì sao mình đi qua được không? Cấm hết rồi. Còn cái này nữa cấm nốt nữa thôi. Vì ông Chu cũng sắp xuống rồi. Không, ông tới đồng ý là ông tới, nhưng mà những cái cầu, những người bên này đi qua bên đó thì sao? Thấy chưa? Vậy phải có một cái đường họ đi chứ. Bây giờ có mấy cầu cấm hết rồi. Đâu đường, có chết. Mình có 9 cái cầu lận cơ mà. Mình mới có cái cầu Trần Thị Lý mình chưa đi nè. Đấy, lúc nãy là nó cấm cái đường sang cầu Trần Thị Lý với cầu Rồng rồi đấy. Thì cái đường nó cấm qua bên đó thôi. Nhưng ở đây bên này, à, ngoài này này, dọc theo sông Hàn này, có cái đường đi qua Trần Thị Lý không? Tại vì thấy Mai Đức Tuấn nó chở chú đi tối hôm nọ là đi dọc hết, đều có đường chạy qua bên kia hết. À, nếu mà đi xe máy hay là ấy, đấy, xe máy nó vẫn cho đi đấy. Không, xe máy nó cũng lúc nãy cũng cấm rồi, xe máy bên kia nó qua thì được. Nó bên kia trong thành phố nó qua bên này thì được. Bây giờ đó, chú không ở đây nhưng chú biết Đà Nẵng chia làm hai, một kênh bên trong thành phố và bên này gọi là Đà Nẵng biển. Đấy. Thì từ Đà Nẵng biển và ở trong thành phố đi ra đi vào nó có tất cả 9 cái cầu. Thì mình muốn đi cái cầu nào mình tùy theo mình. Cái... bây giờ mình mới đi có ba cái thử, mới ba cái cầu, chắc là những cái cầu, tại vì những cái cầu này nó nằm gần ở trong cái địa điểm mà ông Trump thì ông sẽ xuống Ariana, mà cái ba cái cầu này là đi vào Ariana. Có cái đường ngoài biển kia để chạy đến cái cầu kia thì nó lại cấm rồi đấy. Đấy. Lúc nãy mình đi. Không, nhưng bây giờ mình bây giờ ba cái cầu bên đó mình bỏ không đi nữa. Cháu đi về lối này cũng được. Không, đây về chỗ mình à? Ở về chỗ mình. Đây này đi đường sau này vòng bên này. Không, đây bên này bên này. Đâu có kia Arica kia. Arica trước kia. Bây giờ mình đang ở trên cái đường ấy, cái đường cầu sông Hàn. Cấm riêng cái tuyến ấy chỉ để phục vụ tổng thống thôi. Các tổng thống thôi. Tại nhiên bởi vậy chú nói là để lúc nãy chú đi xe buýt đi. Cháu bảo là muốn lên trên này ngồi để mà chạy một vòng. Có đâu. Người ca anh chỉ cần đây là Alacate này đấy. Đó. Tí nếu mà chạy thẳng lên. Trước mặt Alacate luôn, đậu luôn. Đây là cái xe đấy. Của nó có chữ Apex kìa. Đấy đấy, cái bảng đây nó gọi bus xe tàu đây này. Đó, ok rồi. Ok, đậu xuống đây. Ok, cảm ơn gửi lời thăm Hiên nha. Rồi, ok, rồi. Kurama. Giờ này mình có đường đi ra phi trường không? Dạ. Đường ra phi trường Đà Nẵng. Đường tắt thôi chứ không có đường tắt, đường nào cũng được, hết miễn ra tới phi trường là được rồi. Dạ, ok rồi.